mình lại chia sẻ cùng các bạn về cách làm một chiếc lồng bẫy tự động. Sau một thời gian làm để cung cấp cho những anh em mà cùng đam mê ấy, thì có một số anh em là hỏi là cái phần làm cái cửa sập này, thì cái phần này nó là cái phần mà đòi hỏi có kỹ thuật, nó hơi khó hơn một chút ở bên khung vào này. Thì làm cái này thì hôm nay mình sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn là về riêng về cái phần làm cái cửa để chi nó vào này thôi, cửa sập tự động này. Thế thì ta chuẩn bị một cái tấm lưới làm cửa cắt. Để cắt cái tấm lưới này thì trước khi cắt ấy, thì các bạn hãy lấy những kích thước của hai chiều này và chiều này để làm sao cái cửa nó vừa, cái tấm lưới nó vừa và nó thẳng hơn. Bây giờ tôi đã uốn cong rồi. Thì về cái chiều này nhé các bạn này, cái chiều này thì ở dưới này nó có một cái lợi này. Cái lợi này là cái lưới nó không thể bật được lên. Thế còn cái phần chiều này, cái chiều có cái ống suốt này để nó cử động được ấy, thì ta lại cho hẹp hơn, ta cắt rút đi một mắt. Đấy, chiều này thì cắt nhỏ hơn một mắt này. Thế còn cái chiều như thế này bập bềnh lên, bập lên này, thì ta lại cắt là nó vừa bằng. Đấy, cắt hai cái chiều này nó vừa bằng. Thì dưới này nó có cái lợi thì nó không bật được lên. Đấy. Về cái vật liệu mà để chuẩn bị làm ấy, thì trước tiên có một tấm lưới này. Đây là cái ống hút. Ống hút nước bình thường này thôi. Rất là đơn giản. Thế còn là những cái sắt để làm suốt. Làm suốt như vậy. Đây là ta làm cái lật suốt và làm cần đối trọng đấy. Và cái cầu tử, riêng cái cầu tử này thì các bạn nên làm bằng tre, hoặc là cũng được. Thế nhưng mà hai đầu này cứa rãnh này, cứa rãnh. Cái mục đích là để vào đây, thì ta lấy cái rãnh ta kẹp vào đây nó rất là chắc, kẹp vào cái mặt lưới này. Đấy, như thế. Đảm bảo khi một cái cửa sập mà làm xong thì nó phải đảm bảo cái thứ nhất là nhạy, rất là nhạy. Đối trọng của nó vừa phải, tức là làm sao nó bập bênh xuống là rất là nhẹ nhàng. Khi con chim nó nhảy vào đây thì nó sẽ nặng hơn. Đấy, nó chỉ cần nặng hơn một tí ở con chim sâu, con chim bành khuyên là nó cũng sẽ sập được. Nhưng mà khi nó nhảy ra thì đảm bảo là phải đóng lên kín để nó không chui lên. Và khi bình thường mà treo ở trên vị trí để bẫy thì cái này nó phải tạo cái cảm giác rất là chắc chắn. Gió nó không tự động nó bật lên bật xuống được thì con chim nó sợ, không bao giờ nó nhảy vào đây. Đấy, nó đảm bảo chắc chắn, đảm bảo được cái kỹ thuật nó là như vậy. Thì về cái phần cái cần đối trọng này nhé, thì theo kinh nghiệm mình làm để cung cấp cho các bạn, thì mình cắt cái này là nó dài là 55 phân. Và cái này là chưa uốn cái quả đối trọng đây. Cái sau đấy thì ta sẽ uốn cái quả đối trọng, thì ta lấy một con bu lông như thế này, là quấn quanh và quấn 5 vòng cho các bạn nhé. Đấy, là nó thành cái cục như thế này. Bởi vì khi mà ta lấy cái lưới, mua cái tấm lưới này, cái khổ của nó là 1 mét, mà ta cắt đôi thì cái chiều cao này nó là 50 phân này. Đấy, và mỗi cạnh này là nó bằng nhau rồi, tương đối bằng nhau rồi. Nếu đo bằng thước thì nó sẽ không được bằng nhau đến mili đâu các bạn ạ. Thế cho nên là cái từ đấy thì nó tỷ lệ thuận với tất cả những cái kích thước. Cái này 55 phân là được. Còn như cái sắt này là để xuyên vào đây. Đấy, để làm cái trục cho cái xuyên qua cái ống hút này. Rồi, bây giờ ta bắt đầu làm nhé.
như thế này. Căn giữa cái này này, sỏi này vào. Trước tiên là cho cái ống ống hút này vào đây. Cho bên trong cái lòng nhá các bạn này. Cho trong lòng chữ V của nó, cho trong lòng. Chứ không cho ở ngoài. Ngoài nó vướng. Cho trong lòng. Dây rút các bạn quay cái chiều mắt rút là nó vào phía trong lòng thì nó không vướng, nếu quay ra ngoài đây thì quá trình cử động này nó sẽ vướng. Cắt đi, cắt cho cắt hết cái rưỡi thế thôi. Sau đó ta lắp cầu tử. Cầu tử này các bạn nhé, là nó có kẽ rồi, mình chỉ được gài như thế này thôi, để làm sao cái này nó vuông. Sao nó vuông nhá các bạn. Tất cả chúng ta cắt đi. Và tất cả mối rút đều cho vào trong lòng hết. Đấy, thì nó sẽ không bị mắc. Quá trình nó khử động nó không mắc. Cái quả đối trọng thì ta cho vào cái mắt giữa nha các bạn nhé. Cái này nó có 13 mắt này.
sau đó tao vẫn nó hơi cong một chút nhá, vẫn nó hơi cong một chút như này, khi xỏ vào kia thì ta vẫn tiếp. Trước khi đúc cái chỗ này vào thì ta ướm đúng ở cái mắt này để ta cắt đi một mắt nhá. Đi xỏ được vào. Ta xem cái nào nó ở dưới. Ta sẽ cắt đi. Rồi, lắp vào đây. Tắt lửa xuống. Xuyên cái này qua nha, xuyên cái trục. Xuyên trục xoay qua đây. Chốt lại bằng dây rút.
Đấy, như vậy là xong. Ta đã làm được cái cửa sập tự động. Rất chi là nhạy và chắc chắn, nhạy đó. Nếu mà cái này nhé, các bạn này, mình có thể vẫn nguyên cái kết quả đối trọng như thế này, nhưng mình vẫn có thể điều chỉnh được cái độ nặng nhẹ của nó bằng cách, ví dụ như cái nào nặng quá, mình cảm giác cái nặng quá nó chưa nhạy ấy, thì mình sẽ uốn cái này cụp xuống một chút này, cong xuống một chút này. Đấy, như cái bên này tôi cảm giác thấy nó hơi nặng, uốn cong nó xuống một chút. Đấy, cong xuống cái thì nếu cong quá là cái này nó không sập được, đúng không? Đây, cho ngửa lên tự điều chỉnh, không cần phải thêm sắt hay là cắt đi đâu, không phải thêm bớt bằng cách cắt đi đâu, cắt đi hay thêm vào đâu, mà điều chỉnh cái độ cong của cái này. Đấy, bây giờ thử nhé, thử một chiếc bật lửa.